Nữ anh hùng của chúng ta đã chịu đựng một sự phản bội không thể tưởng tượng được, nhưng bây giờ khi cú sốc tinh khiết đang tan biến, cô ấy bắt đầu chiến đấu trở lại, mặc dù nữ anh hùng của chúng ta đấu tranh trong khi chọn con đường tiếp theo để đi. Tuần này cô ấy đưa ra một số lựa chọn táo bạo có, và sẽ có, một số hậu quả quan trọng. Quả bom lớn tiết lộ có thể đã nổ trong tập 1, nhưng tôi phải nói rằng, hậu quả đã xảy ra như đang thu hút. Tuần trước chúng tôi đã rời đi với, người chồng hèn hạ Theo chạy đến nhà tình nhân của anh ấy khi nghe tin cô ấy mang thai. Và thực sự không có kết thúc cho sự xấu hổ của anh chàng này, tôi nghĩ rằng sự lừa dối không hồi kết của anh ấy là điều mà Sanu gặp khó khăn nhất trong tâm trí cô ấy. Chẳng hạn, đêm sau khi anh ta hết tin mang thai, Sanu hỏi anh ta liệu anh ta có thể giải quyết vấn đề của mình không? Và rồi cô lắng nghe lời nói dối của anh, nó xảy ra lặp đi lặp lại, nhưng cô tiếp tục kiểm tra anh ta. Hy vọng cho một kết quả khác để làm cho vấn đề tồi tệ hơn, cô phải giả vờ không biết gì để anh ta không nhận ra cô biết đó là một lớp lừa dối khi lừa dối. Nhưng đó là những gì cô cần làm để giành chiến thắng, Sanu đang nhận được áp lực từ mọi phía. Người bạn của cô ấy, tôi, Myung-suk, đặt câu hỏi về bí mật của cô về việc mang thai, luật sư ly hôn của cô. Người dường như chỉ tư vấn cho cô vào thời điểm này là một tay súng khá thẳng, anh ta nói với cô rằng cô ta cần bằng chứng chắc chắn và vẽ đồ họa như nói những bức ảnh của họ trên giường với nhau nếu cô ta muốn giữ tài sản của mình. Và quyền nuôi con trai, sau vụ ly hôn này, Sanu xử lý rất nhiều, và đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi thấy cô ấy buồn nôn và choáng váng khi nghĩ rằng chồng và Da Kiêng có quan hệ tình dục, không thể đổ lỗi cho cô ấy, nhưng cô ấy vẫn quyết tâm để giành chiến thắng trong các điều khoản của cô. Nhưng đó không phải là kết thúc của áp lực đối với Sanu tuần này, mẹ chồng nhập viện của cô dường như đã phỏng đoán những gì đang diễn ra. Nhưng, thay vì thông cảm với Sanu và đổ lỗi cho con trai chồn hôi của mình, trước tiên, cô ấy đã giảm giá cho mối quan hệ, nam giới sẽ trở lại nếu bạn rời bỏ họ. Sau đó cầu xin, cảm thấy tội lỗi Sanu tha thứ cho Theo vì lợi ích của con trai họ, và cuối cùng, tự trách mình Sanu, tất cả những chiến thuật này đều khá kinh khủng, một cái gì đó mà thế giới của một cặp đôi đang làm rất tốt là tạo ra một sân khấu trong đó câu chuyện và các nhân vật của nó đang phân cực và gợi ra những phản ứng mạnh mẽ. Thay vì khám phá không gian màu xám xung quanh các mối quan hệ và sự không chung thủy, ví dụ như VIP đã làm, bộ phim này chỉ đang cày xới với thế giới đen trắng của nó, điều này làm cho nó trở nên thú vị hơn. Nếu bạn muốn, bởi vì chúng tôi là khán giả được phép có những phản ứng lớn, tình cảm và khá dễ đoán này đối với các nhân vật và hoàn cảnh mà không cần phán xét. Nói cách khác, thế giới đầy kịch tính của chương trình này cho phép chúng tôi nói những điều như: tôi rất vui vì mẹ anh ấy đã chết, hay tôi muốn bóp cổ Da Kiêng, và tôi cũng vậy, hoặc tôi ước Sanu đã đâm anh ấy với những cái kéo đó, những điều chúng ta thực sự không sẵn sàng nói hoặc thừa nhận trong cuộc sống thực. Điều này, dù muốn hay không, là lãnh thổ của Mạc Giang, và trên tờ giấy đó, tôi đã không xin lỗi khi mẹ anh qua đời. Và tôi cũng không tiếc khi thấy anh ấy buồn như thế nào, trên thực tế, bộ phim sử dụng cái chết của mẹ mình để đẩy Theo hơn nữa vào cõi đáng khinh. Khi Sanu đi tìm anh sau khi anh rời khỏi tòa nhà, cô thấy anh đang hẹn hò với Da Kiêng trong chiếc xe của cô ấy với bài hát anh ấy chơi khi anh ấy cầu hôn Sanu từ nhiều năm trước. Một lần nữa, Sanu phải đối mặt với tiêu chuẩn kép này rằng đàn ông không chỉ lừa dối mà còn bình thường, phổ biến và có thể tha thứ. Sanu bị áp lực phải phản ứng theo cách này về chồng của mình. Nhưng cũng có một phân nhóm thú vị nơi cô chẩn đoán một trong những bệnh nhân của mình bị STD và nói với cô rằng chồng cô đang lừa dối. Tuy nhiên, người phụ nữ này có phản ứng ngược lại với Sanu và muốn giữ mối quan hệ của mình nguyên vẹn. Và cô ấy hợp lý hóa rằng tình dục chỉ là một chức năng cơ thể của người Hồi giáo đối với đàn ông. Tôi rất phản đối toàn bộ cuộc tranh luận này ở rất nhiều cấp độ, nhưng bộ phim này, nếu có bất cứ điều gì muốn chúng tôi trải nghiệm tất cả áp lực xây dựng sân cỏ này ngay bên cạnh Sanu, do đó, những gì chúng ta thực sự bắt đầu thấy trong tuần này đã là số lượng cảm xúc khổng lồ mà điều này đang xảy ra với Sanu. Mỗi bit của nó được bảo hành hoàn toàn, nhưng tôi lo lắng về cô ấy không có ai để nói chuyện. Vì những người bạn của cô ấy đã nói dối cô ấy hàng tháng trời, hoặc họ là những điệp viên hai người vẫn đang giúp đỡ chồng cô ấy, tôi ghét Myung-suk rất nhiều. Hoặc họ có siêu lừa động cơ thầm kín như Jae-hyuk, toàn bộ cốt truyện đó hoàn toàn không theo ý thích của tôi, nhưng tôi nghĩ rằng tôi đang mong đợi một tình yêu mà bộ phim này không quan tâm để cung cấp. Hàng xóm một người bạn đã dồn nén từ bạn từ xa và giờ đang ở đây để hỗ trợ tình cảm cho bạn trong khi vẫn chung thủy với vợ, không? Người đàn ông nhìn thấy người phụ nữ mà anh ta mong muốn từ lâu ở vị trí dễ bị tổn thương và sử dụng nó để đưa cô ta lên giường, đúng.
Tuy nhiên, Sanu là sắc nét và cô càng sống dưới những điều kiện này, cô càng thông minh hơn. Cô ấy hành hạ Da Kiêng bất cứ khi nào có cơ hội, cô ấy ngủ với Jae-hyuk để kiểm soát tài chính của gia đình cô ấy một lần nữa. Và cô ấy thực sự tiến lên phía trước với bộ sưu tập bằng chứng của mình với sự giúp đỡ của Hwin-seo, một trong những người khác đổi nhân vật trong chương trình này ngay bây giờ. Một điều nữa mà thế giới của một cặp đôi đang thực sự phát huy là sự căng thẳng tâm lý xảy ra khi một người bị đẩy đến giới hạn của anh ấy, cô ấy. Đó là một chủ đề lớn trong bi kịch Hy Lạp mà câu chuyện này là một cái gật đầu, nhiều hơn sẽ xảy ra sau đó. Nhưng trong lúc này, tôi hơi lo lắng về Sanu, cô ấy đã bắt đầu làm một số thứ điên rồ để trả thù Teo và tôi không nghĩ rằng chúng tôi thậm chí đã nhìn thấy thoáng qua về việc cô ấy sẽ đi bao xa. Nữ anh hùng của chúng ta đã chịu đựng một sự phản bội không thể tưởng tượng được, nhưng bây giờ khi cú sốc tinh khiết đang tan biến, cô ấy bắt đầu chiến đấu trở lại, mặc dù nữ anh hùng của chúng ta đấu tranh trong khi chọn con đường tiếp theo để đi. Tuần này cô ấy đưa ra một số lựa chọn táo bạo có, và sẽ có, một số hậu quả quan trọng. Quả bom lớn tiết lộ có thể đã nổ trong tập 1, nhưng tôi phải nói rằng, hậu quả đã xảy ra như đang thu hút. Tuần trước chúng tôi đã rời đi với, người chồng hèn hạ Teo chạy đến nhà tình nhân của anh ấy khi nghe tin cô ấy mang thai. Và thực sự không có kết thúc cho sự xấu hổ của anh chàng này, tôi nghĩ rằng sự lừa dối không hồi kết của anh ấy là điều mà Sanu gặp khó khăn nhất trong tâm trí cô ấy. Chẳng hạn, đêm sau khi anh ta hết tin mang thai, Sanu hỏi anh ta liệu anh ta có thể giải quyết vấn đề của mình không? Và rồi cô lắng nghe lời nói dối của anh, nó xảy ra lặp đi lặp lại, nhưng cô tiếp tục kiểm tra anh ta. Hy vọng cho một kết quả khác để làm cho vấn đề tồi tệ hơn, cô phải giả vờ không biết gì để anh ta không nhận ra cô biết đó là một lớp lừa dối khi lừa dối. Nhưng đó là những gì cô cần làm để giành chiến thắng, Sanu đang nhận được áp lực từ mọi phía. Người bạn của cô ấy, tôi, Myung-suk, đặt câu hỏi về bí mật của cô về việc mang thai, luật sư ly hôn của cô. Người dường như chỉ tư vấn cho cô vào thời điểm này là một tay súng khá thẳng, anh ta nói với cô rằng cô ta cần bằng chứng chắc chắn và vẽ đồ họa như nói những bức ảnh của họ trên giường với nhau nếu cô ta muốn giữ tài sản của mình. Và quyền nuôi con trai, sau vụ ly hôn này, Sanu xử lý rất nhiều, và đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi thấy cô ấy buồn nôn và choáng váng khi nghĩ rằng chồng và Da Kiêng có quan hệ tình dục, không thể đổ lỗi cho cô ấy, nhưng cô ấy vẫn quyết tâm để giành chiến thắng trong các điều khoản của cô. Nhưng đó không phải là kết thúc của áp lực đối với Sanu tuần này, mẹ chồng nhập viện của cô dường như đã phỏng đoán những gì đang diễn ra. Nhưng thay vì thông cảm với Sanu và đổ lỗi cho con trai chồn hôi của mình, trước tiên, cô ấy đã giảm giá cho mối quan hệ, nam giới sẽ trở lại nếu bạn rời bỏ họ. Sau đó cầu xin, cảm thấy tội lỗi Sanu tha thứ cho Teo vì lợi ích của con trai họ, và cuối cùng, tự trách mình Sanu, tất cả những chiến thuật này đều khá kinh khủng, một cái gì đó mà thế giới của một cặp đôi đang làm rất tốt là tạo ra một sân khấu trong đó câu chuyện và các nhân vật của nó đang phân cực và gợi ra những phản ứng mạnh mẽ. Thay vì khám phá không gian màu xám xung quanh các mối quan hệ và sự không chung thủy, ví dụ như VIP đã làm, bộ phim này chỉ đang cày xới với thế giới đen trắng của nó, điều này làm cho nó trở nên thú vị hơn. Nếu bạn muốn, bởi vì chúng tôi là khán giả được phép có những phản ứng lớn, tình cảm và khá dễ đoán này đối với các nhân vật và hoàn cảnh mà không cần phán xét. Nói cách khác, thế giới đầy kịch tính của chương trình này cho phép chúng tôi nói những điều như: tôi rất vui vì mẹ anh ấy đã chết, hay tôi muốn bóp cổ Da Kiêng, và tôi cũng vậy, hoặc tôi ước Sanu đã đâm anh ấy với những cái kéo đó, những điều chúng ta thực sự không sẵn sàng nói hoặc thừa nhận trong cuộc sống thực. Điều này, dù muốn hay không, là lãnh thổ của Mark Giang, và trên tờ giấy đó, tôi đã không xin lỗi khi mẹ anh qua đời. Và tôi cũng không tiếc khi thấy anh ấy buồn như thế nào, trên thực tế, bộ phim sử dụng cái chết của mẹ mình để đẩy Teo hơn nữa vào cõi đáng khinh. Khi Sanu đi tìm anh sau khi anh rời khỏi tòa nhà, cô thấy anh đang hẹn hò với Da Kiêng trong chiếc xe của cô ấy với bài hát anh ấy chơi khi anh ấy cầu hôn Sanu từ nhiều năm trước. Một lần nữa, Sanu phải đối mặt với tiêu chuẩn kép này rằng đàn ông không chỉ lừa dối mà còn bình thường, phổ biến và có thể tha thứ. Sanu bị áp lực phải phản ứng theo cách này về chồng của mình. Nhưng cũng có một phân nhóm thú vị nơi cô chẩn đoán một trong những bệnh nhân của mình bị STD và nói với cô rằng chồng cô đang lừa dối. Tuy nhiên, người phụ nữ này có phản ứng ngược lại với Sanu và muốn giữ mối quan hệ của mình nguyên vẹn. Và cô ấy hợp lý hóa rằng tình dục chỉ là một chức năng cơ thể của người Hồi giáo đối với đàn ông. Tôi rất phản đối toàn bộ cuộc tranh luận này ở rất nhiều cấp độ, nhưng bộ phim này, nếu có bất cứ điều gì
muốn chúng tôi trải nghiệm tất cả áp lực xây dựng sân cỏ này ngay bên cạnh Sanu. Do đó, những gì chúng ta thực sự bắt đầu thấy trong tuần này đã là số lượng cảm xúc khổng lồ mà điều này đang xảy ra với Sanu. Mỗi beat của nó được bảo hành hoàn toàn, nhưng tôi lo lắng về cô ấy không có ai để nói chuyện. Vì những người bạn của cô ấy đã nói dối cô ấy hàng tháng trời, hoặc họ là những điệp viên hai người vẫn đang giúp đỡ chồng cô ấy, tôi ghét Miêng Xúc rất nhiều. Hoặc họ có siêu lừa động cơ thầm kín như Zehiuk, toàn bộ cốt truyện đó hoàn toàn không theo ý thích của tôi, nhưng tôi nghĩ rằng tôi đang mong đợi một tình yêu mà bộ phim này không quan tâm để cung cấp. Hàng xóm một người bạn đã dồn nén từ bạn từ xa và giờ đang ở đây để hỗ trợ tình cảm cho bạn trong khi vẫn chung thủy với vợ, không? Người đàn ông nhìn thấy người phụ nữ mà anh ta mong muốn từ lâu ở vị trí dễ bị tổn thương và sử dụng nó để đưa cô ta lên giường, đúng. Tuy nhiên, Sanu là sắc nét và cô càng sống dưới những điều kiện này, cô càng thông minh hơn. Cô ấy hành hạ Da Kiêng bất cứ khi nào có cơ hội, cô ấy ngủ với Jae-hyuk để kiểm soát tài chính của gia đình cô ấy một lần nữa. Và cô ấy thực sự tiến lên phía trước với bộ sưu tập bằng chứng của mình với sự giúp đỡ của Winsel, một trong những người khác đổi nhân vật trong chương trình này ngay bây giờ. Một điều nữa mà thế giới của một cặp đôi đang thực sự phát huy là sự căng thẳng tâm lý xảy ra khi một người bị đẩy đến giới hạn của anh ấy, cô ấy. Đó là một chủ đề lớn trong bi kịch Hy Lạp mà câu chuyện này là một cái gật đầu, nhiều hơn sẽ xảy ra sau đó. Nhưng trong lúc này, tôi hơi lo lắng về Sanu, cô ấy đã bắt đầu làm một số thứ điên rồ để trả thù Theo và tôi không nghĩ rằng chúng tôi thậm chí đã nhìn thấy thoáng qua về việc cô ấy sẽ đi bao xa. We'll be right back.